Cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta vào bài số 2, phiên mã và dịch mã. Trước hết chúng ta sẽ ôn lại phần cấu trúc và chức năng của các loại ARN. ARN thông tin thì có cấu trúc là một cái mạch đơn như thế này, dạng thẳng và không có liên kết hydro. Trên cái mRNA thì nó sẽ chứa những cái bộ ba nucleotide kế tiếp nhau như thế này, gọi là các codon. Chúng ta cũng lưu ý là ở tất cả các loại ARN thì các đơn phân cấu tạo nên ARN là bốn loại nucleotide UAGX, khác với lại ADN là TAGX. Chức năng của ARN thông tin là làm khuôn để tổng hợp protein. Tiếp theo là ARN ribosome thì có cấu tạo cũng là dạng mạch đơn, nhưng mà có hiện tượng là xoắn kép cục bộ, có những chỗ có xoắn kép hình thành liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung A liên kết với U, G liên kết với X và ngược lại. Chức năng của ARN ribosome là liên kết với protein để cấu tạo nên ribosome. Và ribosome là một bào quang mà có chức năng dịch mã tổng hợp ra chuỗi polypeptide. Tiếp theo, đây là cấu tạo của ARN vận chuyển tRNA. tRNA cũng là một mạch đơn, nhưng mà cuộn lại thành cấu trúc ba thùy tròn. Và trong tRNA thì có liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung. A thì liên kết với U bằng 2 liên kết hydro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hydro và ngược lại. Trên mỗi một cái ARN vận chuyển thì nó chỉ có một bộ ba đối mã, còn gọi là anticodon. Bộ ba đối mã thì có thể bắt cặp bổ sung với lại các codon trên mRNA trong quá trình dịch mã đó các bạn. Và tất cả các loại ARN vận chuyển thì đều có cái đầu 3'OH với trình tự nu theo chiều 5'3' là XXA đây, là trình tự để enzyme nhận biết và gắn axit amin vào đầu 3'. Chức năng của ARN vận chuyển đó là vận chuyển axit amin đến ribosome. Như vậy là chúng ta vừa ôn lại cấu tạo và chức năng của các loại ARN. Trong đó chúng ta lưu ý là các loại ARN ở sinh vật nhân sơ hay sinh vật nhân thực thì đều là dạng mạch đơn, mRNA thì nó sẽ không có liên kết hydro. Còn ARN ribosome và ARN vận chuyển thì nó có liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung. Tuy nhiên nguyên tắc bổ sung trong ARN vận chuyển và ARN ribosome thì có khác so với trong ADN. Chúng ta sang tiếp phần 2 nhỏ là cơ chế phiên mã. Phiên mã đó chính là quá trình tổng hợp ARN dựa trên mạch khuôn của gen. Đây là hình vẽ mô tả cơ chế phiên mã và chúng ta thấy là enzyme chính thực hiện quá trình phiên mã đó chính là enzyme ARN polymerase. Enzyme này có khả năng tổng hợp ARN theo chiều 5'-3'. Và cái mũi tên này chính là mũi tên mô tả chiều di chuyển của enzyme. Và mạch làm khuôn cho quá trình phiên mã đó chính là mạch mã gốc của gen có chiều 3'-5', chiều 3'-5', mạch màu đậm hơn ha các bạn. Đây chính là mạch làm khuôn cho quá trình phiên mã. Và chiều di chuyển của enzyme là theo chiều từ phải sang trái như thế này. Như vậy đầu tiên, ARN polymerase sẽ bám vào vùng điều hòa ở phía bên đây và sau đó sẽ tháo xoắn phân tử ADN để lộ mạch khuôn có chiều 3'-5' ở đây. Đây là giai đoạn mở đầu. Trong giai đoạn này chúng ta thấy ARN polymerase có khả năng tháo xoắn ADN. Điều này chính là sự khác biệt của enzyme phiên mã với lại enzyme nhân đôi ADN. Trong nhân đôi, ADN polymerase không có khả năng tháo xoắn ADN mà phải nhờ nhiều loại enzyme tháo xoắn khác nhau. Trong khi trong cơ chế phiên mã thì ARN polymerase khi bám vào vùng điều hòa của gen thì có thể làm tháo xoắn tách mạch để lộ mạch khuôn có chiều 3'-5'. Và sau đó đến giai đoạn kéo dài thì ARN pol nó sẽ trượt dọc theo mạch mã gốc của gen có chiều 3'-5'. Để tổng hợp ra mRNA có chiều là 5'-3'. Theo nguyên tắc bổ sung, A ở trên gen thì liên kết với U, T trên gen thì liên kết với A, X trên gen liên kết với G, G trên gen thì liên kết với X. Khi enzyme ARN polymerase di chuyển đến cuối gen gặp tín hiệu kết thúc phiên mã thì giải phóng ARN. Như vậy chúng ta thấy là trong phiên mã ARN polymerase hoạt động cũng giống với lại ADN polymerase trong nhân đôi, đó là có khả năng kéo dài mạch mới theo chiều 5'-3' bằng cách lắp ráp các nu theo nguyên tắc bổ sung. Tiếp theo là sự khác biệt về phiên mã của sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực. Ở tế bào nhân sơ thì quá trình phiên mã sẽ tạo ra ngay mRNA trưởng thành. Trong khi ở sinh vật nhân thực thì quá trình phiên mã đầu tiên sẽ tạo ra mRNA sơ khai,
MAR sơ khai này có sự xen kẽ giữa các đoạn mã hóa axit amin là exon và đoạn không mã hóa axit amin là intron. Sau đó sẽ có quá trình cắt bỏ các intron này xảy ra ở trong nhân, rồi nối các exon lại tạo thành mRNA trưởng thành ở trong nhân. Sau đó mRNA trưởng thành này mới từ trong nhân chui ra ngoài tế bào chất và làm khuôn cho quá trình dịch mã. Để tóm tắt quá trình phiên mã, chúng ta hãy điền vào các nội dung sau đây. Thứ nhất là nguyên liệu cho phiên mã, đó chính là các loại nucleotid AUGX. Enzyme thực hiện phiên mã chính là ARN polymerase. Mạch khuôn của quá trình phiên mã chính là mạch mã gốc của gen có chiều 3' đến 5'. Nguyên tắc phiên mã đó chính là nguyên tắc bổ sung A liên kết với U, G liên kết với X và ngược lại. Kết quả sau một lần phiên mã sẽ tạo ra một phân tử ARN. Sau K lần phiên mã thì sẽ tạo ra K phân tử ARN. Ý nghĩa của phiên mã là giúp tổng hợp ra ARN, truyền thông tin di truyền từ ADN đến ARN. Hai là mã dịch mã. Dịch mã được định nghĩa là quá trình chuyển mã di truyền trong mRNA thành trình tự axit amin trong chuỗi polypeptide xảy ra trong tế bào chất, bao gồm hai quá trình là hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi polypeptide. Thứ nhất là hoạt hóa axit amin. Hoạt hóa axit amin là quá trình gắn axit amin vào ARN vận chuyển nhờ một loại enzyme đặc hiệu cùng với năng lượng ATP để tạo thành phức hợp axit amin ARN vận chuyển. Sau đó sẽ đến giai đoạn thứ hai là tổng hợp chuỗi polypeptide, gồm 3 giai đoạn khởi đầu, kéo dài và kết thúc. Ở giai đoạn khởi đầu thì chúng ta thấy ribosome là gồm có 2 tiểu phần bé và tiểu phần lớn. Trong giai đoạn khởi đầu thì tiểu phần bé của ribosome sẽ liên kết với ARN thông tin ở một trình tự nhận biết đặc hiệu và bộ ba AUG. Sau đó thì phức hợp methionine ARN vận chuyển ở đây. Có cái anticodon là UAX sẽ tiến vào liên kết bổ sung với codon mở đầu AUG trên mRNA. Sau đó thì tiểu đơn vị lớn của ribosome sẽ gắn vào để tạo thành ribosome hoàn chỉnh. Sau đó sẽ diễn tiến đến giai đoạn kéo dài. Ở giai đoạn kéo dài, phức hợp axit amin thứ nhất, ví dụ ở đây là axit glutamic và ARN vận chuyển, sẽ tiến vào liên kết bổ sung với codon thứ 2 trên mRNA. Sau đó enzyme trong ribosome sẽ xúc tác hình thành liên kết peptide giữa methionine và axit glutamic. Sau khi liên kết peptide được hình thành giữa hai axit amin methionine và glutamic này thì ribosome sẽ dịch chuyển đi một codon trên mRNA theo chiều 5' đến 3'. Tiếp theo là phức hợp axit amin arginine, ARN vận chuyển tiến vào hình thành liên kết hiđro theo nguyên tắc bổ sung giữa anticodon GXU với XGA trên mRNA. Và sau đó thì enzyme trong ribosome lại xúc tác hình thành liên kết peptide giữa axit glutamic và arginine. Sau khi liên kết peptide được hình thành thì ribosome lại dịch chuyển mỗi lần một codon trên mRNA theo chiều 5' đến 3'. Và cứ liên tục như vậy thì chúng ta thấy là trong cái quá trình kéo dài, ribosome đóng vai trò là khung đỡ cho mRNA và phức hợp axit amin ARN vận chuyển cho đến khi liên kết peptide được hình thành giữa các axit amin. Ribosome đóng vai trò là giá đỡ hay là khung đỡ. Và mỗi lần di chuyển của ribosome trên mRNA, chúng ta nhớ là mỗi lần di chuyển là một codon, cứ như thế cho đến cuối mRNA. Sau đó sẽ đến giai đoạn kết thúc. Khi ribosome trượt đến gặp tín hiệu kết thúc, đó chính là một trong ba bộ ba kết thúc UAA, UAG hoặc UGA, thì sẽ không có phức hợp axit amin ARN vận chuyển nào tiến vào vị trí này cả. Cho nên hai tiểu phần của ribosome sẽ tách khỏi nhau ra, giải phóng chuỗi polypeptide, rồi sau đó enzyme đặc hiệu sẽ cắt bỏ methionine rời khỏi chuỗi polypeptide này và chuỗi polypeptide sẽ gấp cuộn, hình thành cấu trúc bậc cao hơn để có chức năng sinh học. Như vậy, cô vừa hướng dẫn cho các bạn 3 giai đoạn trong quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide là giai đoạn khởi đầu, giai đoạn kéo dài và giai đoạn kết thúc. Trong đó chúng ta thấy những thành phần tham gia vào quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide thì bao gồm là ribosome, có enzyme xúc tác hình thành liên kết peptide giữa các axit amin,
Có ARN vận chuyển, có ARN thông tin làm khuôn cho quá trình dịch mã, và có các nguyên liệu là axit amin, vân vân. Nhưng chúng ta nhớ là trong quá trình dịch mã này thì không có sự tham gia trực tiếp của gen hay là ADN nha các bạn. Và một lưu ý nữa là trong quá trình dịch mã thì ARN vận chuyển đóng vai trò chính là người phiên dịch. Nhờ ARN vận chuyển mà thông tin di truyền trong mRNA sẽ được chuyển thành trình tự các axit amin trong chuỗi polypeptide. Đây chúng ta thấy là gen thì mang thông tin di truyền quy định trình tự axit amin trong chuỗi polypeptide dưới dạng các bộ ba gọi là triplet. Nhưng mà cái gen này thì không trực tiếp tham gia tổng hợp chuỗi polypeptide mà sẽ được phiên mã để tạo ra ARN thông tin. Hay là trình tự các triplet được chuyển thành trình tự các codon trên mRNA. Và sau đó trong quá trình dịch mã, trình tự các codon trên mRNA sẽ có thể bắt cặp bổ sung với các anticodon trên ARN vận chuyển như thế này. Thì chúng ta thấy là chính là nhờ ARN vận chuyển, thông tin di truyền trên mRNA được chuyển thành trình tự các axit amin trong chuỗi polypeptide cấu tạo nên protein. Trong quá trình dịch mã thì một cái mRNA như thế này thì nó không phải chỉ được liên kết với một ribosome mà nó sẽ được gắn với rất là nhiều ribosome. Trên hình vẽ ở đây chúng ta thấy có 5 ribosome cùng liên kết với một cái phân tử mRNA tạo thành cái gọi là chuỗi polyribosome, hay người ta gọi tắt là chuỗi polysome. Và chuỗi polysome này có thể làm tăng hiệu suất tổng hợp các loại protein cùng loại. Chúng ta sang tiếp phần 3 La Mã là cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền, hay là mối quan hệ giữa ADN, ARN thông tin và protein, thể hiện thông qua sơ đồ sau đây. Từ ADN đến ARN thông tin đến protein và biểu hiện thành tính trạng. Thì đầu tiên chúng ta thấy là thông tin di truyền trong ADN sẽ được truyền từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác nhờ cơ chế nhân đôi ADN. Còn thông tin di truyền được truyền từ ADN đến protein và biểu hiện thành tính trạng thì nhờ hai cơ chế là phiên mã và dịch mã. Và cái mối liên hệ đó được thể hiện thông qua cái sơ đồ, giống như lúc nãy chúng ta đã tìm hiểu là trình tự các nucleotide ở trên gen hay là triplet. Thông qua quá trình phiên mã, nó sẽ chuyển thành trình tự các nucleotide trên mRNA, gọi là các codon. Rồi sau đó trình tự các cái nucleotide trên mRNA sẽ được chuyển thành trình tự các axit amin trong chuỗi polypeptide cấu tạo nên protein nhờ quá trình dịch mã, mà trong đó người phiên dịch chính là ARN vận chuyển. Chúng ta có thể tóm tắt cái quá trình dịch mã dựa vào cái bảng sau đây. Đầu tiên, nguyên liệu cho quá trình dịch mã đó chính là các loại axit amin. Có khoảng 20 loại axit amin ha các bạn. Về enzyme trong quá trình dịch mã thì chúng ta nhớ là dịch mã bao gồm hai giai đoạn: hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi polypeptide. Thì trong giai đoạn hoạt hóa cần có enzyme đặc hiệu để gắn axit amin vào ARN vận chuyển. Trong giai đoạn kéo dài của tổng hợp chuỗi polypeptide thì cần có enzyme hình thành liên kết peptide trong ribosome, cần có enzyme để cắt bỏ methionine ra khỏi chuỗi polypeptide để mà chuỗi polypeptide có thể hình thành cấu trúc bậc cao hơn. Về mạch khuôn, trong quá trình dịch mã thì mạch khuôn chính là ARN thông tin. Nguyên tắc trong quá trình dịch mã đó chính là nguyên tắc bổ sung. Nguyên tắc bổ sung thể hiện giữa ARN thông tin với ARN vận chuyển, hay là giữa codon trên mRNA với anticodon trên ARN vận chuyển. Và nguyên tắc đó chính là A liên kết với U bằng 2 liên kết hydro và G liên kết với bằng 3 liên kết hydro. Kết quả thì cứ mỗi một ribosome trượt qua một mRNA sẽ tạo ra một chuỗi polypeptide. Vậy thì nếu như có R ribosome trượt qua một phân tử mRNA thì sẽ tạo ra R chuỗi polypeptide cùng loại ha các bạn. Ý nghĩa của dịch mã là giúp tổng hợp chuỗi polypeptide cấu tạo nên protein, hoặc là giúp truyền thông tin di truyền từ ARN thông tin đến protein. Để củng cố nội dung bài, chúng ta làm một số câu trắc nghiệm sau đây. Câu 1, phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã? Đó chính là phân tử ARN thông tin, câu B ha. Câu số 2, ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất? Quá trình mà chỉ diễn ra ở trong tế bào chất đó chính là quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide. Còn quá trình tổng hợp phân tử ARN hay là nhân đôi ADN hay là nhân đôi nhiễm sắc thể thì xảy ra ở trong nhân tế bào.
Trong đó quá trình tổng hợp ra ARN hay nhân đôi ADN thì có thể xảy ra ở trong ti thể hoặc là lục lạp. Riêng chỉ có quá trình dịch mã hay là tổng hợp chuỗi polypeptide thì chỉ diễn ra ở trong tế bào chất. Câu số 3, quá trình nào sau đây sử dụng axit amin làm nguyên liệu? Đó chính là quá trình tổng hợp protein. Còn các quá trình tổng hợp ARN, mRNA hay ADN thì nguyên liệu chính là các nucleotide. Câu số 4, trong quá trình dịch mã, bộ ba đối mã nào sau đây có liên kết bổ sung với codon 5'AUG 3'? Với codon 5'AUG thì anticodon sẽ đọc theo chiều 3' đến 5' và đúng theo nguyên tắc bổ sung A liên kết với U, G liên kết với X và ngược lại. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ có là 3', A liên kết với U, U liên kết với A, X liên kết với G thì nó sẽ là 3', U, A, X. Đáp án câu A ha các bạn. Câu số 5. Khi nói về phiên mã, nội dung nào sau đây chỉ có ở sinh vật nhân thực mà không có ở sinh vật nhân sơ? Chúng ta thấy là cả sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực thì phiên mã đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và chỉ có mạch mã gốc của gen được dùng làm khuôn cho phiên mã. Và ARN polymerase cũng tổng hợp mRNA theo chiều 5' đến 3'. Chỉ có câu C là sau phiên mã phân tử mRNA được cắt bỏ các đoạn intron thì chỉ có ở sinh vật nhân thực thôi. Câu số 6. Trong quá trình dịch mã, một chuỗi polysome có 4 ribosome cùng hoạt động trên một phân tử mRNA. Tại một thời điểm, nếu tính từ đầu 5' đến 3' của mRNA, các ribosome được ký hiệu lần lượt là X, Y, Z, T, thì ribosome nào có chuỗi polypeptide dài nhất? Tính từ đầu 5' đến 3' của mRNA thì chúng ta xem lại cái hình chuỗi polysome lúc nãy, thì ribosome sẽ di chuyển trên mRNA theo chiều 5' đến 3'. Khi ribosome vừa mới gắn vào gần đầu 5' thì cái chuỗi polypeptide nó rất là ngắn. Ribosome càng trượt xa cái đầu 5', càng tiến về phía đầu 3' thì ribosome trượt qua đã rất là nhiều các cái codon trên mRNA và nó lắp ráp rất là nhiều acid amin, cho nên là cái chuỗi polypeptide của nó sẽ dài hơn. Vậy thì nếu chúng ta ký hiệu là đây là X, là Y, là Z, là T, cái ribosome T nó sẽ có cái chuỗi polypeptide dài hơn do nó đã di chuyển một quãng đường rất xa từ đầu 5' đến 3' rồi. Cho nên là chuỗi polypeptide của nó sẽ dài nhất ha các bạn. Ribosome nào càng gần ở đầu 3' thì chuỗi polypeptide sẽ càng dài. Do vậy đáp án ở câu số 6 là câu D ha. Như vậy cô vừa hướng dẫn cho các bạn nội dung bài số 2, phiên mã và dịch mã. Chúc các em ôn tập thật là tốt.